Trong đợt mưa lũ lịch sử cách đây vài ngày, một tuyến đê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã gặp sự cố. Và cho đến ngày hôm nay, câu chuyện về nó vẫn đang gây tranh cãi giữa việc là đê có bị vỡ hay là không. Có một thực tế là ngay cả người dân sinh sống ở vùng chậm phân lũ cũng bất ngờ khi sự cố xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong ngày hôm nay. Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, 5 ngày sau sự cố đê sông Bùi. Đường làng, ngõ xóm đến nhà dân vẫn mênh mông biển nước. Tôi đây là sự cố bất ngờ, không bao giờ mà ở cái vùng lũ này, chứ tôi hay sinh lũ, nhưng có trước kia thì có cái dân thông báo, nhưng bây giờ là thôn xã là không thấy thông báo mà xảy ra cái sự cố bất ngờ mà chúng tôi mất nhiều tài sản các thứ, bây giờ cũng không biết nói gì để mà sống được. Năm 2008, vùng phân chậm lũ của huyện Chương Mỹ cũng từng bị ngập lụt. Khi đó, người dân được thông tin rõ ràng về mưa lũ, tình hình đê điều và chuẩn bị đối phó nên thiệt hại đã giảm thiểu rất nhiều. Nhưng sự cố đê sông Hữu Bùi vào ngày 12 tháng 10 thì không nhiều người được thông báo và họ phải gánh chịu hậu quả. Cái ngập năm nay là nó rất là bất thường vì mưa nó đột xuất mà xung quanh là sông rồi thì tất cả các thứ là dồn nước vào đây cả. Hiện tại chúng tôi đã đang bị ngập rất là lớn. Trong khi chính quyền và nhiều người Hà Nội còn đang mải tranh cãi nhau về câu chuyện vỡ đê sông Bùi 2 hay không, thì có một thực tế mà chúng tôi ghi nhận là sau gần một tuần xảy ra sự cố, thì hàng nghìn hộ dân ở huyện Chương Mỹ vẫn phải sống trong cảnh ngập úng. Thiếu thông tin về việc xả lũ, thiếu thông tin về sự cố đê khiến nhiều người dân rơi vào cảnh bị động và thiệt hại là rất lớn. Đến thời điểm này, người dân không biết phải kêu ai. Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, 75 hectare thủy sản bị cuốn trôi, 300 hectare hoa màu bị ngập trắng, nhiều tài sản bị hư hỏng. Thiên tai ập đến là điều không một ai mong muốn, nhưng thiệt hại có lẽ đã giảm thiểu được rất nhiều nếu như địa phương thông tin sớm đến từng người dân. Địa phương tôi cũng đã xây dựng cái phương án rất là chi tiết, xong ở đây đối với cái lượng nước nó quá lớn mà ở trên thượng nguồn nó đổ xuống, dẫn đến cái việc mà chủ động của nhân dân nó còn có những cái rất là chủ động, chưa có cái sự mà vào cuộc tập trung được cả. Sống ở vùng phân chậm lũ, người dân nơi đây hiểu rõ tình cảnh ngập lụt mỗi mùa thiên tai, nhưng không phải theo cách bất ngờ và theo kế hoạch vỡ đê mà họ không biết. Nếu trời không mưa thì phải mất đến 2 tuần nữa nước mới có thể rút hết.